quý vị tàu mà đi bán nha. Ấy cái đêm ấy. Được rồi đấy. Quả nữa là 3 cân.
Đắt thế hả chị? Đắt. Một cân à? Một cân chị ạ. 18. Chị ơi. Em lấy chỗ nào? Trên này hay dưới? Say bỏ bì hay cả bì này? Bỏ bì. Quần áo của chú tặng rồi. Nó lại trộm hết quần áo của chú cháu mình rồi nhỉ? Nó... Thôi, mất rồi thì thôi cháu ạ. Chú đi mua mấy mới cho. Không sao đâu. Còn mấy bộ quần áo cũ mặc tạm cũng được. Nhá. Thôi, mất rồi thì thôi cháu. Thôi không buồn nữa cháu. Nó lấy rồi thì thôi. Chắc bữa nay mình không nấu cơm nữa cháu nhỉ. Cháu mình làm bánh ăn thôi nhỉ. Bánh rán đi. Hôm nay cháu đi bán được một tuần thừa quả nào? Quả. Thì là bánh rán hay là ăn với đủ mình cũng được. Cảm ơn.
nhìn bánh nhá, chú còn đủ trong. Cái này có phải bóc không cháu? Thank you.
nào một cái bát này. Một bát này luôn. Nhưng mà cái này cũng đầy rồi. Xong rồi chú ạ. Kiểu nó không có nước, nó không nhảy. Cái bánh trôi ấy, một lúc nó lại bay lên thế là chín. Nổi lên. Chín này cháu nhỉ, vàng đẹp thế, rất là ngon lắm đây.
chắc là 9 rồi nhỉ. Đây, 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 chú. Đấy, hay ạ. Và ăn đi cháu. Thơm nữa nha. Ăn đi cháu. Ngon cháu. Làm nhạt nhạt tí hoặc là chấm thôi nhỉ. Mặt có ăn đủ đủ vào cho nó đỡ mặn. Dùng đi cháu này. Ngon rồi. Con này đỡ mặn hơn cháu nhỉ. Bán đồ được nhanh thôi nhỉ cháu nhỉ. Phải cháu về sớm mà. Chú sẽ làm gì? Có nhận ăn này xong là mình nhớ đến chứng kiến nhỉ. Nhìn đúng rồi nhỉ. Chứng kiến vào mùa này đắt lắm. Nó sẽ họ đi bán rồi nói gần 200.